Phong thủy nhà ở ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gia chủ. Một ngôi nhà với địa thế phong thủy đẹp, thiết kế hợp phong thủy sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Ngược lại, nếu căn nhà của bạn phạm vào đại kỵ thì những chuyện không may sẽ liên tục ập tới. Phong thủy Tam Nguyên. Với trên 20 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực phong thủy tại Việt Nam và trên thế giới, đã giúp trên 5.000 gia chủ có được căn nhà, nơi kinh doanh như ý, theo đúng các tiêu chí phong thủy. Chúng tôi kết hợp những kiến thức phong thủy chính tông, tam hợp phái để đảm bảo cho ngôi nhà, địa điểm kinh doanh của bạn phát triển bền vững và thịnh vượng. Bằng cách kết hợp thiên địa nhân khí, phối hợp căn nhà với các hình thế xung quanh và tư vấn từ việc sắp xếp công năng từ cổng cửa, phòng ngủ trạch chủ, vị trí bếp, phòng thờ, các hệ thống công trình ngầm, các biện pháp trấn trạch hóa sát hợp lý để tăng vượng sinh khí cho căn nhà. Dưới đây là một số hình ảnh công trình mà Phong thủy Tam Nguyên đã thực hiện, bao gồm từ nhà mái bằng một tầng, nhà liền kề, nhà phố đến biệt thự nhà vườn. Trong từng ngôi nhà, chúng tôi đều phân tích tổng thể trạch đất, tư vấn màu sơn, họa tiết cải vận, hướng dẫn động thổ, chấn trạch và kích vận đất, thiết kế phong thủy tổng thể công trình, hướng dẫn nghi thức, xem ngày và các vật phẩm phong thủy tăng cường tài lộc. Nếu bạn mong muốn căn nhà trong mơ của mình chuẩn phong thủy, thuận tiện sinh hoạt để phát triển bền vững, hãy nắm bắt lấy cơ hội này, ứng dụng phong thủy vào công trình xây nhà mới. Để được tư vấn về dịch vụ, quý gia chủ vui lòng liên hệ tới số hotline 1900 2292 hoặc để lại bình luận phía dưới video này.